Còn tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục làm việc với các đối tượng gồm 2 nam và 1 nữ để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khi khám xét nhanh một ngôi nhà mà các đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 27 tháng 1, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang tại nhà của Trần Toàn Định, 29 tuổi, ngụ ấp An Phong, xã Ngãi Thứ, huyện Tam Bình, có nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 3 đối tượng gồm Trần Toàn Định, Lê Thị Kim Tho, 29 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và Trần Phước Lộc, 26 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình đang sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 bịch ni lông trong suốt, bên trong có chứa nhiều tinh thể trắng màu trắng, nghi là chất ma túy và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.